Đây có quay luôn. Chị mình nấu cơm tấm cho cả nhà ăn. Cuối tuần chủ nhật thì quay quần bên nhau gia đình để mà nấu ăn uống cho cả nhà. Đây cơm tấm này cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Thấy thịt rất là ngon không? Đây là sườn nha, sườn cây nướng nha. Nướng mật ong đó cả nhà. Cả nhà thấy miếng thịt nó ôm mật ngon ghê không? Sườn đó cả nhà. Đây là bì nha. Bì với lại thịt nạc nè, bì này cả nhà. Đó là đồ chua. Rồi mỡ hành. Đó mỡ hành. Mỡ hành đây là mỡ hành. Mỡ hành. Hành tép mỡ. Đây chút tép mỡ. Đây là nước mắm nấu kẹo nè. Rất là ngon cả nhà ơi. Mà nước mắm đẹp không? Đây. Đây là chả nha. Màu chả rất là đẹp luôn. Chị mình làm khéo không cả nhà? Chị mình làm, chị mình thích nấu ăn lắm. Chị mình hay nấu lắm. Bánh chuối nước dừa nữa. Rồi ăn kèm nữa. Đây là nước dừa. Đây là nước dừa. Cốt dừa để ăn với lại bánh chuối hấp. Đó. Ăn tráng miệng bánh chuối hấp. Rồi đu đủ. Rồi nói chung là đây là mè ăn chung nha, ăn chung với lại nước cốt dừa với lại bánh chuối. Nhìn dĩa chả hấp dẫn quá cả nhà ha, đâu có thua gì ở ngoài bán đâu đúng không? Chủ nhật thì chỉ có vậy thôi. Nói chứ nhiều khi mà ở nhà mình nấu còn an toàn và sạch sẽ còn ngon hơn nữa đó, còn ngon và an toàn hơn nữa đó cả nhà, ngon quá ha. Cũng mời cả nhà nha. Đây, đây là nồi tắm. Nồi tắm đang còn trên bếp đỏ nè. Ở Mỹ thì chứ cũng có đầy đủ hết cả nhà ơi. Có một cái là mình có chịu khó mình đi tìm, mình đi mua, mình đi nấu hay không thôi. Chứ có đầy đủ hết đó cả nhà. Đây, nồi tắm này cả nhà. Hạt tắm trắng tinh rất là thơm, rất là ngon đó cả nhà, ngon quá cả nhà ha. Ở Mỹ là chỉ cuối tuần là chỉ vậy thôi, nấu rất là nhiều để mà để dành ăn được nhiều ngày. Thì cứ hậu mời cả nhà mình nha, mời cả nhà mình dùng buổi trưa nha. Hấp dẫn quá đi, hấp dẫn quá đi, hấp dẫn quá đi. Ngoài để xích xuống ngoài rồi đó, hấp dẫn chưa? Chủ nhật chị có chị thôi, ở nhà quây quần rồi nấu ăn cùng nhau. Rồi nấu ăn cùng nhau đó cả nhà. Rồi cả nhà là ráng lại người thân với nhau rồi. Mum mum thôi. Cà đu đủ trắng miệng. Đó, cả nhà ngon không? Cơm tấm cuối tuần nha. Hậu mời cả nhà nha, cơm tấm cuối tuần nha. Cơm tấm sườn que nướng mật ong nha cả nhà. Ngon quá đi thôi, mời cả nhà nha, cơm tấm nha cả nhà ơi.